Hằng xin mến chào quý bà cô chú anh chị đã trở lại kênh Hằng Miền Tây TV. Chào cả nhà nha. Thì cả nhà nhìn chỗ này có quen thuộc không? Cái chỗ này là mình lăn lơi bò lết chứ chỗ này để bắt cá nè cả nhà ơi. Thì hôm bữa thì không có nước, mà bữa nay mình lại thì nước nhiều quá, không biết bữa nay mình bắt được không nữa. Hôm bữa không có nước thì nó dễ bắt, hôm nay nước nhiều quá. Thì thử coi cả nhà đón coi hôm nay nước nhiều như thế này Hằng bắt cá có được không nha cả nhà. Bự bự không mà nhiều lắm mọi người ơi. Thank you.
ơi, quá im mọi người ơi, nó ngu luôn. Hai con cá lóc này nó cạn khô quá, khá là lạnh. Nó đi theo cái con nước á, nó có cái đường kìa ha. Giống như là nó bị mắc cạn trong đây luôn. Đắp đơi đúng không anh? Thôi tôi sẵn hết kiểu đắp kiểu như phần đất người ta. Mắc cái gì vậy? Cá. À, cá. Cá hả? Cái gì vậy? Tụi thơ dữ dội nè, hãy nuôi không? Ôi, con cá này đuôi đẹp nè. Mọi người có muốn nuôi không? Con cá này đuôi đẹp quá trời luôn nè, ha. Cá này đang có bầu rồi, thôi thả nó lại. Hôm nay là một ngày may mắn đối với mình. Quên nữa cho mọi người coi cái này nè. Để thằng rửa mình xong cái thằng cho cả nhà coi cái này nha. Thằng cho cả nhà xem cái này nè cả nhà. Nó uống luôn, uống lặng rồi cả nhà đón coi mình coi cả nhà coi cái gì. Ôi, wow. Ê. Ê. Ngồi một chỗ cũng có mồi nữa nè. Ai để không chị? Chị tưởng nó không có chứ chị thấy người ta hay đây nè. Nghĩ rồi. Có hả? Còn hả? Ừ. Mấy bữa trước chị qua có hả? Sao tưởng nghĩ chứ tại trồng lúa chứ. Vậy chắc nghĩ vậy đó, hôm bữa chị qua là có nguyên một bậy luôn á. Chứ trồng lúa dài cho thằng hai dịch nữa. Nhìn đó có 3-4 con ốc ta. Ê, con nữa nè. Nữa nè. Nè mọi người. Hả? Ốc bự bự không à. Ê, 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 nữa nè ơi. Wow. Nguyên một ổ ốc luôn. Nguyên một ổ ốc đắng luôn. Ê, to to bự bự không à cả nhà ơi. Trời ơi, nó bự quá nè cả nhà. Ê, hơi sâu trong cái gốc cây á. Ôi con này to lắm mà Hải. Trời ơi, nổi cái gốc cây này không mà đủ dư sức mình ăn rồi. Nè. To ghê luôn á. Còn nữa, còn nữa. Cũng không có kèm. Đâu mất tiêu. Nó mới rớt xuống cái đợt mà hả? Chắc nó trôi ha. Trôi chứ ít nó rớt xuống cái đó này xong rớt sâu bộ. Rớt sâu. Ờ bắt không được, bỏ đi bà ơi. Ở đây có con rồi. Chắc mình chờ lạnh.
À, như trà nọc cắm. Trà nọc bắt ngoằn quại với con cá lóc hồi nãy nực thiệt. Hồi nãy lạnh nhưng mà xuống gặp con cá lóc đó là hết lạnh luôn. Đây, hồi nãy thằng nói cho mọi người coi hai con gì ú ú đây. Là hai con này nè mọi người ơi. Hai con ốc. Mọi người nhìn nè. Trời xin em một cặp. Tết này đi, Tết này được đi cái gì không phải? Noel này được đi được có nhau. Hai ốc này nè. Trời ơi nó ú rồi cả nhà ơi. Con ốc mà nó bự thế này. Hôm nay ít ốc nhưng mà trời ốc khủng mà. Ốc thì bự. Không mà thích ăn ốc nhỏ hơn. Ốc bự nó có con. Làm sao mình biết ốc bự ốc cái hết ta? Chắc gặp tịch thôi, cái mũi cái gì cái nhỏ nó tròn lên nó cao hơn hay không khi à, mọi người ơi, từ lúc mà làm kênh tới giờ hằng có thắc mắc là mọi người giải thắc mắc cho mình đi, làm sao mà biết được ốc hai ốc này nè, mình làm sao biết được là nó con đực chứ con cái để mình phân biệt nữa mình lựa mình bắt. Rồi cá mới nhảy á, thấy không? Đấy. Cá nhảy quặn bự lắm luôn á. Hải nói là cái này nhọn phải không, cái này nhọn là ốc gì? Thật quá không, em suy nghĩ thôi. Em nói vậy thôi. Theo suy đoán của bé Hải ấy, thì con ốc này nó nhọn á là con ốc đực, mà con ốc nè nó không có nhọn á, nó bầu á là con ốc cái, phải không mọi người? Mọi người cho mình biết cái thắc mắc này đi mọi người, để mình tối nay mình ngủ không được đó. Chào mọi người, con này nè. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, mà dừa thì trong trong. Dừa thì găm chị ơi. Găm hả? Ờ nó không đi. Bay bét đâu rồi. Bay mệt hả? Chắc là nó bay mệt, nó mượn cái tay của mình để làm bờ vai vững chắc. Ôi, đi tới đâu cá nhảy tới đó mọi người. Hay mấy con cá để chọc mình hay sao á. Mà xuống đây tính kiếm thêm dạng ốc quắn nữa cả nhà. Nhưng mà tự nhiên cái để cái tay cái ẻm đậu lên cái tay của mình nè. Đây mọi người. Thích ghê luôn á. Không đi luôn kìa. Sắc lại đây, mặt nó đây gì?